Thợ lặn chết đuối ngay trước mặt du khách tham quan thủy cung. Thấy người thợ lặn giơ hai tay lên trong nước và bất động, du khách còn tưởng đó là hình nộm. Sau đó họ phát hiện đó là một người bất tỉnh nên vội vã kêu cứu. Dịp đầu xuân, thủy cung Hải Sương ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hải Nam Trung Quốc đông khách tham quan. Khi đang say mê ngắm những loài cá lạ bơi trong nước, một nhóm du khách phát hiện sự bất thường ở một thợ lặn trong bể thủy tinh. Người này giơ hai tay lên trong nước và bất động, không hề tương tác với du khách. Lúc đầu, một số người còn tưởng đó là hình nộm, nhưng khi nhìn kỹ hơn, họ phát hiện đây là thợ lặn làm việc trong thủy cung. Anh đã rơi vào trạng thái bất tỉnh khi ở dưới nước, không thể kêu cứu. Các du khách lập tức báo cho nhân viên thủy cung. Rất nhanh sau đó, một nhóm cứu hộ chạy đến giải cứu người thợ lặn, thực hiện các biện pháp hồi sức tim phổi tại chỗ, rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu. Thế nhưng kể từ khi được phát hiện cho đến lúc được giải cứu, người thợ lặn đã bất động tới 10 phút. Không bao lâu sau khi nạn nhân được đưa đến bệnh viện, bác sĩ tuyên bố anh đã tử vong. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.